mà các bạn theo chân hải núi Cấm lên tham quan điện kính nằm trên núi Cấm. Đường lên đền thờ. Hang điện kính này đi xuống đường này, chỗ qua đường bên kia. Đây, chỗ lên đường này hay sao nè. À đây. Đây là con đường chỗ lên. Hang này từ bên kia chung qua đây khoảng 10 phút, rất tối. Phải dùng đèn đi mới được nha các bạn. Cây đa rất lớn, cây này còn mấy trăm năm mà gốc quá to luôn.